mới về cái Neo 206 đỏ này anh em ơi. Cũng lâu rồi mới mới có mua được cái chiếc Neo 206 đỏ như thế này ha. Xe đẹp cũng đẹp quá. 206 á. Ốc tán lấy vàng ôm. Cầm liền đó. Anh em giờ ở ngoài vàng đẹp lắm. Trên điện thoại nhìn nó chưa có tê. Chống dựng. Áo zin đầu nồi zin. Máy móc zin. Có cái đầu bò đẹp. Máy miễn bàn nha anh em, con này. Áo zin nó bạc bạc đây ha. Hơi bạc bạc đây. Chí này 2 triệu rồi, chỗ đó. Cầm liền nó vàng ính nè. Lỗi nè. Cái chân quanh anh em cứ để đi bình thường, không có gì nha anh em. Khỏi thay khỏi thiết gì đâu, đồ theo xe nó theo năm tháng rồi. Cái chừng cái đó nó hư luôn thì mình chắc cũng chán cái xe rồi, không phải dễ hư nó đâu. Đẹp quá, cái đầu bò đẹp xỉu xỉu đi chứ. Máy chắc lắm nha nè. Con này combo chưa hàng nha. Đẹp quá, 206 sườn xám nè. Sườn xám. Quá đẹp, vàng ôm. Dây này có lợp rồi. Bao da này có thay rồi. Good quá, good. Máy chắc quá chắc. Con này vàng ốc nó nhìn tê đi trời. Cầm đế nè. Con nào thì con nấy nó đều gan nè, tự trên xuống nè. Kéo cho anh em coi tự trên xuống nè. Quá. Vàng ôm đều gan luôn á. Máy chắc thiệt, chắc đến. Cái này sao nó có bị gì không? Cái này mới vừa về luôn nha anh em, buổi sáng này luôn á. Thì sao không có mục. Cái này giờ cũng dễ nữa em. Xe này cần thiết về đưa cặp mâm GS hãng vô. Nhìn cứng ngắc luôn. Nè, đưa cặp mâm vô cái đưa cái kết. Vô rồi nó nhìn cứng ngắc xe luôn. Quan trọng máy móc sườn xiết các kiểu, máy im ngon là ok, chắc tiếng. Có mấy cấp tắt rồi, máy đã quá đã. Mình cầm ga mình dặn á, cảm giác nó chắc á nè, tập chắc tiếng.
cái xe nào mà máy dở, cái máy nó bị giận, nó giận yếu á, hơi nó chưa, nó không còn kính nữa, ngạt chán ha, cầm giận là biết liền, kêu gền á, lọc cọc lèn càng, hơi thì thám thì yếu xìu á, quá máy rồi vậy thôi, quá trời đẹp luôn ha, nhìn tới giờ luôn. Không chạy xước luôn. Ốc của nó con nào thì cũng lấy dần ôm. Con này thì giá 3x nha anh em, 206, mà cái chắc xe tầm này thì cũng đáng mua chứ không có mắc đâu á anh em ơi. Neo bây giờ nó đi đâu hết này, neo chắc bây giờ khó mua, rất là khó mua nha. Đó, anh em quan tâm thì cứ điện thoại rồi chốt ha. Xe này cơ bản rất đẹp, máy móc zin chắc, ốc tán tâm này nhìn riêng luôn á, nó vàng á. Đó, bây giờ đi đâu mua mà cái neo mà chắc thế này đó anh em. Đó, giờ giá coi như là bằng chiếc Full LED mới đi. Đó, rồi anh em xài anh em cảm nhận là biết ha. Đặc biệt là số vô bát sướng, sướng đời. Đã ha. Bác. Rồi ok anh em nhé. Anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ cho bên em để chốt luôn. Để chậm người ta sẽ mua mắt đấy nhé. Rồi chúc anh em đầu tuần gặp nhiều may mắn.